Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng trăm sản phẩm nông sản sạch, nhiều sản phẩm được trồng và sản xuất theo công nghệ cao đã có mặt tại Hội chợ Nông nghiệp Công nghệ cao và Nông sản an toàn các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng năm 2018, vừa được tổ chức tại Hà Nam. Hội chợ này nằm trong chuỗi các hội chợ sẽ được tổ chức trong năm nay để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản sạch tại thị trường trong nước. Với quy mô gần 300 gian hàng, hội chợ là nơi tập trung các sản phẩm tiêu biểu của 22 tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng và một số địa phương trong cả nước. Hội chợ trưng bày giới thiệu nhiều loại sản phẩm như là máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, vật tư, phân bón, thuốc thú y, công nghệ sinh học, giống cây trồng, vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, các sản phẩm hàng hóa, thực phẩm an toàn. Hội chợ cũng là dịp để các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực đồng bằng sông Hồng giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng lực sản xuất, quảng bá sản phẩm nông nghiệp an toàn đạt tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Qua hội chợ thế này cũng là một cái kỳ để mà giao lưu học hỏi lẫn nhau, để mà làm sao cùng nhau là thúc đẩy tốt cái nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, để có nông sản an toàn và để phát huy được cái lợi thế của nông nghiệp công nghệ cao tham gia cái chuỗi sản xuất, từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ. Đây là một cái điều kiện, đây là một cái cơ hội để tỉnh chúng tôi đưa đến những cái sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao mà tỉnh đang thúc đẩy tổ chức sản xuất, và những cái sản phẩm của trang trại, của hợp tác xã, của những cái cơ sở sản xuất kinh doanh đủ điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Về đầu ra thì đến bây giờ tại thời điểm này là rất đảm bảo và cũng là rất là yên tâm. Qua cái chương trình này thì được quảng bá đến mọi người biết được cái sản phẩm của chúng tôi là hoàn toàn muối tự nhiên, là rất là tốt cho cơ thể. Như hiện nay là chúng tôi đang xuất sang Nhật, bởi vì cái muối này là nó giàu vi khoáng, nó giàu cả magie và kali, và hai cái khoáng này là nó rất tốt cho cơ thể. Với thế mạnh và kinh nghiệm dày dặn trong hoạt động thương mại nội địa, Tổng công ty Thương mại Hà Nội Hapro tham gia hai gian hàng trưng bày tại hội chợ với sản phẩm nông sản là gạo Đồng Tháp. Với ba loại gạo, Japonica, hương lài sữa dẻo và hương chín rồng, hiện sản phẩm đã được phân phối, bán buôn và bán lẻ tại hệ thống Hapro Mart, Hapro Food của Tổng công ty tại khu vực Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, được người tiêu dùng thủ đô tin tưởng và đón nhận. Hội chợ lần này cũng là để giới thiệu và quảng bá cái sản phẩm gạo Đồng Tháp tới người tiêu dùng, một cái sản phẩm rất là tốt. Và hiện nay thì chúng tôi đã tiêu thụ rộng rãi ở thị trường Hà Nội, và hy vọng là trong qua cái hội chợ này thì cũng sẽ thu hút được cái sự chú ý và cũng như là cái nhu cầu của người tiêu dùng các địa phương. Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ hỗ trợ địa phương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh thương hiệu trong chuỗi giá trị sản phẩm, nhất là những sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo và nâng cao sức khỏe của con người.